Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để giới thiệu với các bạn về bốn cái stock mà rất là hot trong cái thời gian vừa rồi. Thì trong bốn cái stock đó có hai cái stock là để mình mua rồi sau này cái giá nó lên cao rồi mình bán. Và cái này còn được gọi là mình mua để mình lấy cái capital gain nha, có nghĩa là mình mua giá thấp rồi giá nó lên cao sau này rồi mình bán. Và hai cái stock là dividend stock, có nghĩa là mình mua những cái stock này rồi mình giữ trong một thời gian dài để mình lấy cái tiền cổ tức nó trả ra từng quý hoặc là từng tháng. Thì hai cái stock đầu tiên đó là hai cái stock mình mua để mình lấy cái tiền capital gain, có nghĩa sau này nó lên cao rồi mình bán ra mình lấy tiền nha. Nhưng mà mình là long term investor, so mình sẽ giữ những cái stock đó trong một thời gian dài, ít nhất cũng 2-3 năm nha, không thì 5 năm. Thì cái đầu tiên mình muốn các bạn biết đó là cái Boeing. Thì Boeing là một cái hãng sản xuất máy bay rất là lớn của nước Mỹ, và trong cái thời gian vừa rồi nó gặp rất nhiều khó khăn nha. Trong vòng một tháng vừa rồi stock của nó rớt xuống khoảng 70%. Giá cao nhất á, đó là 341 đồng, đấy là cái giá của một tháng trước, và nó rớt xuống còn dưới 100 đồng vào tuần trước, 98 đồng nha. Thì ba cái ngày vừa rồi, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, stock của nó lên lại rất là nhiều, nó lên lại khoảng 40-50% gì đó. Thì bây giờ cái giá của nó là khoảng 150 nha. Nhiều người biết đến Boeing đó là vì nó sản xuất nhiều cái loại máy bay, đặc biệt là những máy bay chở khách hay là những máy bay commercial đó. Nhưng mà không những về những cái máy bay commercial này, Boeing nó còn sản xuất về những máy bay quân sự nữa nha. Đó, nó còn hợp tác với là NASA để nó sản xuất ra những cái phần, những cái part cho cái những cái tàu vũ trụ nữa nha. Nhưng mà cái thời gian vừa qua, cái virus corona nó ảnh hưởng đến cái stock market, nó làm ảnh hưởng đến Boeing rất là nhiều. Không những là vì cái coronavirus, nhưng mà còn một cái nữa đó là cái vấn đề về cái Boeing 737 nha. Cái Boeing này nó bị ngưng sản xuất, người ta không có cho người ta không có cho nó sản xuất nữa, tại vì là cái thời gian vừa rồi người ta làm một số kiểm tra thì người ta nói là nó không có đủ an toàn về chất lượng cho người ta lái, nên nó bị suspended, thì có nghĩa là nó bị tạm ngừng không cho sản xuất nữa. Và đây là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến Boeing nha. Tuy là Boeing nó không có cho nhân viên nghỉ việc, nhưng mà những cái supplier, có nghĩa những nhà sản xuất những cái phần cho máy bay đó, nó bán cho Boeing đó, tại vì Boeing nó không có sản xuất cái loại máy bay này nữa, nên những cái nhà sản xuất phần này, những cái part đó, những cái giống như cánh máy bay hay là cái ghế máy bay, những cái công ty đó người ta không có sản xuất ra những cái phần đó nữa, tại vì Boeing nó đâu có mua nữa đâu, nên những cái supply đó nó phải cho đến 2.800 nhân viên phải nghỉ việc nha. Và những chiếc máy bay 737 này được sản xuất ra, nhưng mà tại vì nó không có đạt chất lượng để bán cho người ta, nên những chiếc máy bay này nó vẫn nằm trong những cái parking của Boeing. Nó nhiều đến mức mà Boeing phải đem những chiếc máy bay này ra bỏ ngoài ở những parking của nhân viên luôn nha, những parking để cho người ta đậu xe. Bây giờ nó đem máy bay ra nó đậu ngoài kia luôn đó nha. Và vì cái vấn đề này đó, cái revenue, có nghĩa là cái lợi nhuận kinh doanh của Boeing đó, cái năm vừa rồi và năm 2009 nha, nó xuống rất là nhiều, nó xuống đến khoảng 15 đến 20% luôn đó nha. Theo người ta dự đoán đó, thì Boeing sẽ được đưa cái máy bay 737 này vào sản xuất trở lại vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm này, 2020. Nên là những người professional về finance đó, người ta dự đoán là cái revenue, cái lợi nhuận của Boeing năm này nó sẽ tăng trở lại, nó sẽ tăng khoảng 7.4%
lên 82 tỷ đô la nha. Và năm tiếp theo đó nó sẽ lên thêm 27.4%, nghĩa là lên 104, hơn 104 tỷ đô la. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó hơi quá cho Boeing, tại vì lên 27% đó là một con số rất là lớn. Thì cái giá của Boeing bây giờ đó là 154 đồng nha. Thì mình nghĩ Boeing là một công ty có rất là nhiều tiềm năng và có vai trò rất là quan trọng trong cái nền kinh tế của Mỹ. Nên cái chuyện mà Boeing nó đi bị bankruptcy hay là bị phá sản đó nó rất là khó. Tại vì nó đóng vai trò quá quan trọng, nó sản xuất máy bay cho dân dụng, rồi máy bay cho quân sự, rồi cho tàu vũ trụ, nên nó rất là quan trọng, khó để mà bị phá sản. Giá của nó bây giờ 154 đồng nha. Thứ mình nhớ không lầm thì thứ hai hoặc thứ ba vừa rồi đó, giá của nó là 98 đồng, nó xuống rất là thấp. Thì với cái Boeing này mình nghĩ trong vòng 2 đến 3 năm, lâu thì lâu lắm thì khoảng 5 năm, giá của nó sẽ lên cao trở lại khoảng 300 đến 400 đồng một xe. Cái này đấy là cái dự đoán của mình nha, mình không có chắc nhưng mà đó là cái dự đoán riêng của mình. Nên nếu các bạn nào muốn mua nha, có thể mua bây giờ cũng được, 150 một xe. Các bạn mua một chút xíu nha, nếu nó xuống thêm thì các bạn mua thêm chút xíu nữa nha. Còn mình thì mình không có thích cái Boeing này mấy, nên nếu mà giá của nó xuống thấp, rất là thấp, khoảng 100, 101 thì mình sẽ mua một chút xíu, một vài xe để mình giữ khoảng 5-7 năm xem sao nha. Thì cái stock tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Tesla nha. Thì Tesla là một công ty về sản xuất xe hơi, nhưng nó chỉ mới được thành lập, mình nhớ không nhầm thì nó khoảng vào năm 2003, 2002, 2003 gì đó. Nhưng mà nó rất là có tương lai vì cái công ty này nó sản xuất xe hơi điện nha, nó không phải chạy bằng 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 xăng nữa nha. Thì cái stock của nó đó, cách đây khoảng 2 tháng nha, cách đây khoảng 2 tháng thì giá của nó là khoảng 960 mấy đồng, gần 1.000 đồng một cái stock. Trong vòng một tháng rưỡi nha mà stock của nó lên gấp 3 lần. Và trong cái tháng vừa rồi, tại vì cái virus corona này là một phần, và một phần là khi người ta mua một cái stock giá nó thấp rồi nó lên cao, quá cao, người ta sẽ bán để người ta gọi là take profit, có nghĩa là lấy lợi nhuận nha. Thì nó lên cao giống như vậy, người ta bán, một phần là vì người ta bán ra, một phần là người ta sợ cái coronavirus này. Thì nó trong vòng một tháng giá của nó xuống rất là nhanh, 60% trong một tháng nha. Thì từ giá là 960 mấy đồng giá của nó vào thứ hai vừa rồi là 350 đồng, và bây giờ nó lên được 500 đồng rồi nha, giá của nó bây giờ là 500 đồng rồi nha. Thì công ty Tesla này nó sản xuất về xe hơi điện này, rồi xe xe chở container nữa nha, cái xe bự 18 bánh đó. Và đặc biệt là vừa rồi nó vừa ra mắt cái xe xe truck, xe xe tải nha, nhìn rất là ngầu, như là xe của người ngoài hành tinh vậy đó. Và không những là sản xuất xe, cái Tesla này nó còn sản xuất về những cái solar roof, có nghĩa là những cái tấm năng lượng mặt trời. Thì nhìn vào cái revenue hay là cái lợi nhuận của Tesla trong 5 năm qua nha, thì vào năm 2015, 2016 nó vừa mới ra cái Model S thì nó bán có không có được nhiều, tại vì người ta không có biết nhiều về Tesla và người ta vẫn chuộng cái xe về chạy bằng xăng hơn. Nhưng mà từ năm 2017 đến bây giờ nha, cái revenue, cái lợi nhuận của Tesla tăng lên rất là cao. Trong vòng 5 năm nó tăng lên hơn 600%, và vào năm 2020 nha, nó sẽ tăng thêm 26% nữa, có nghĩa là cái revenue của nó, cái lợi nhuận của nó vào năm này, năm 2020 là 31 tỷ đô la nha. Và năm tiếp theo, có nghĩa là năm 2021,
nó sẽ tăng thêm 30% nữa, có nghĩa là lên 40 tỷ đô la. Một cái công ty mà lợi nhuận tăng lên một năm từ 20 đến 30%, điều này rất rất là khó nha. Tại vì thứ nhất nó mới, một công ty mới ra, và thứ hai cái thị trường về xe nó rất là cạnh tranh. Nó phải cạnh tranh với những chiếc xe như là xe của Ford này, xe Toyota này, hay là xe của GM này. Nhưng mà Tesla nó làm rất là tốt. Lợi nhuận tăng mỗi năm mỗi lên thêm nha. 26% rồi năm tiếp theo là 30% nữa nha. Thì vì cái lý do này mình rất là thích cái Tesla này, cái stock này. Và đặc biệt vào cái thời gian này nha. Cái giá của nó vào thứ sáu vừa rồi là 509 đồng nha. Và nếu cái Tesla này nó tiếp tục đi xuống nha, mình sẽ cố gắng để mình mua thêm. Bây giờ mình có một chút xíu của Tesla rồi. Mình mua giá của nó là hình như 400 mấy. Nếu mà nó xuống ngang cái giá khoảng 450, 450 trở xuống, mình sẽ cố gắng mua thêm một vài xe vào trong cái portfolio của mình. Tại vì theo suy nghĩ của mình đó, thì Tesla nó sẽ tồn tại rất là lâu, và tương lai mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người muốn mua xe điện nhiều hơn là xe chạy bằng xăng. Tại vì đặc biệt là Tesla có một cái nha, nó có cái autopilot đó, có nghĩa là xe nó tự động lái đó, nên nhiều người rất rất là nhiều người thích cái này. Và vì cái tính bảo vệ môi trường nên sẽ có nhiều và thêm nhiều người nữa thích cái hãng xe này, thì mình nghĩ cái hãng xe này nó sẽ rất rất là nhiều tương lai, nó cái stock của nó cũng sẽ lên rất là nhiều. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái hai cái dividend stock, có nghĩa là những stock mà nó trả tiền cổ tức cho mình hàng tháng hoặc là hàng quý nha. Thì hai cái stock này là hai cái stock mà mình được người ta hỏi nhiều nhất, nên mình sẽ làm research của hai cái stock này và mình sẽ phân tích cho các bạn xem những cái stock này nó có tốt hay không, mình có nên mua bây giờ hay không nha. Thì cái đầu tiên đó là cái Pepsi. Thì nhiều bạn cũng biết về Pepsi rồi nha. Cái công ty này sản xuất nước giải khát nha. Pepsi and Coca-Cola là hai cái công ty này, là hai cái công ty lớn về sản xuất nước và nước giải khát nha. Thì không những nó sản xuất về nước ngọt, nước có ga và nước giải khát, nó mình cũng vừa mới biết đây thôi nha, thì Pepsi nó còn sản xuất cái Gatorade nữa. Về cái nước thể thao đó, nước uống thể thao đó, Gatorade đó. Và không những thế, nó còn làm partner với Starbucks để nó sản xuất ra những cái cà phê đóng chai hoặc là đóng lon nha, về cái hiệu của Starbucks nè. Và Pepsi nó còn sản xuất nước uống Aquafina. Và cái công ty Pepsi này nó cũng sản xuất những cái chips mà mình hay ăn thường ngày nữa nha. Những cái chip như là cái Dorito hay là cái Cheeto hay là cái Lay này nha. Nó những cái chip này rất là nổi tiếng nha. Đó, giá của nó bây giờ là 120 đồng nha. Cái giá cao nhất của nó cách đây một tháng đó là 147 đồng, và cái giá thấp nhất của nó vào năm này đó là 101 đồng, mình nhớ không lầm thì vào thứ hai tuần tuần vừa rồi đó, nó xuống khoảng 101, 102 đồng gì đó. Và bạn nhìn vào cái biểu đồ này nha, cái Pepsi này nó rất ít khi mà nó xuống nhiều. Nó chỉ có một lần nó xuống rất là nhiều vào năm 2008. Thì các bạn nhớ là năm 2008 là bị recession, vì cái nhà cửa và những cái nhà băng nó bị đóng, nó nhiều người phải bán nhà bán cửa để chạy đó nha. Thì cái recession này nó ảnh hưởng rất là lớn. Và cái Pepsi này nó xuống chút xíu vào năm 2008 này, và năm này nó xuống khoảng 40% vào thứ hai vừa rồi. Nếu tính vào thứ hai vừa rồi thì nó xuống khoảng 40%, thì mình cũng có một phần của Pepsi. Mình nói cái này tại vì cái công ty này rất ít khi cái stock của nó đi xuống, vậy nên nếu nó có xuống, đặc biệt là với cái giá này, mình sẽ cố gắng để mình mua thêm một vài xe nữa. Tại vì thứ nhất nha, cái dividend của nó rất là tốt nha, 3.18% cho cái giá 120 đồng, payout ratio 65%. Cái payout ratio này rất là tốt, tại vì cái dividend growth của nó nha,
47 năm, có nghĩa 47 năm vừa rồi liên tiếp nha, 47 năm liên tiếp nó tăng, nó không bao giờ giảm hay là không bao giờ cắt. Cái này rất là khó nha, tại vì công ty phải trải qua cái recession rồi cái suy thoái này suy thoái khác, nhưng mà nó vẫn tăng cái dividend lên mỗi năm nha. Thì cái này rất là khó, một trong những công ty mạnh để tăng cái dividend này lên. 65% của cái payout ratio này là một cái này rất là tốt. Nó không có quá cao, nó cũng ok thôi. Và một năm nha, cái dividend payout của nó là 3 đồng 82 cent, có nghĩa 3 tháng mình sẽ nhận được 0,95 đồng 95 cent. Thì không có kể là cái stock này đi lên hay đi xuống, nó vẫn phải trả cho mình một năm là 3 đồng 82 cent nha. Công ty Pepsi này nó có rất là nhiều cash flow nha. Cái free cash flow này có nghĩa là những cái tiền mà khi mà nó bán sản phẩm ra, nó thu được tiền vào rồi nó trừ hết tất cả các chi phí, nó ra cái tiền free cash flow này, có nghĩa là cái tiền dư ra, cái tiền lời mà nó giữ lại trong này. Thì từ năm 2006 tới năm 2019 nha, tới bây giờ nha, cái tiền cash flow của nó rất là nhiều, 5 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Thì nó có đủ tiền để vượt qua những cái khó khăn như thế này, đặc biệt là cái thời gian suy thoái như bây giờ, nó sẽ có tiền để vượt qua những cái này, nên mình không có lo là nó sẽ cắt cái dividend, tại vì nó tăng trong vòng 47 năm chưa bao giờ cắt, nên mình rất là tin tưởng cái công ty này nó sẽ không có cắt cái dividend của nó nha. Không những thế nha, cái công ty này đó, cái lợi nhuận của nó tăng lên mỗi năm nha, tuy không nhiều nhưng mà nó vẫn tăng đều đều một năm từ 3 đến 4% nha. Tuy là cái năm này bị recession có nhiều vì cái virus này có ảnh hưởng chút xíu, nhưng mà nó vẫn lên 3% nha, và năm tới sẽ là 4% nha, nên mình rất là tin tưởng cái Pepsi này. Thì cái giá của nó bây giờ đó là 120 đồng, thì mình nghĩ là cái giá này cũng rất là tốt để mua nha. Nếu mà nó xuống thêm khoảng 100, nó xuống khoảng 110 đồng đó, thì hay hơn, nên mình đang đợi nó xuống chút xíu nữa rồi mình mua thêm nha. Cái công ty tiếp theo mà mình muốn nói tới đó là cái Nike nha. Thì cái công ty Nike này nó sản xuất về áo quần giày dép thể thao và những cái dụng cụ thể thao nữa, ví dụ như là bóng football hay là tennis hay là những cái khác nữa. Thì Nike này là một trong những công ty sản xuất về đồ thể thao rất là lớn, nó có thể nói là nó là một cái công ty lớn nhất trên thế giới về sản xuất là đồ thể thao. Lợi nhuận của nó trong vòng 5 năm qua nó vẫn tăng lên rất là đều nha, khoảng 7% một năm nha. Bây giờ vào năm 2020 thì cái lợi nhuận của nó là 41 tỷ nha, 41 tỷ đô la. Thì tuy là cái năm này nó bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà người ta vẫn dự đoán là nó sẽ tăng khoảng 1% nha, và năm tới nó sẽ tăng thêm khoảng 8%, và lợi nhuận năm tới có thể là 43 tỷ nha. Cái dividend của Nike cũng rất là tốt nha, tuy là nó hơi thấp 1.16 thôi, nhưng mà cái payout ratio của nó rất là an toàn, 39.34%, nó rất là an toàn, và nó đã tăng cái dividend của nó trong vòng 18 năm rồi, nó chưa bao giờ nó cắt trong vòng 18 năm. Và giá của cái dividend yield 1.16% này là trên cái giá 38 đồng này nha. Thì trong vòng 3 tháng nó sẽ trả cho mình 24 sen nha. Thì mình mua một xe 3 tháng nó trả cho mình 24 sen, 10 xe thì 3 tháng nó trả cho mình 2 đồng 4, 100 xe thì nó trả cho mình 24 đồng. Và cái công ty Nike này mình thích nó tại vì cái công ty này rất là an toàn, nó là một trong những công ty trong cái Dow Jones đó, là cái có thể nói là nó đại diện cho cái nền kinh tế của nước Mỹ này, 30 công ty lớn nhất có sức ảnh hưởng lớn nhất của nước Mỹ này nha. Thì cái Nike này là một trong những cái công ty đó, nên Nike nó khó để
phá sản trong cái thời gian tới. Và cái cash flow của nó nha, cái cash của nó hàng năm nó tăng lên rất là nhiều. Năm 2007 là 8, nó có khoảng hai gần gần 3 tỷ thôi, nhưng mà đến năm này nó có 4 tỷ 6. Có nghĩa là tuy là cái thời gian khó khăn vì virus này, nó vẫn có rất là nhiều tiền ở trong cái account của nó để nó trả tiền này tiền nọ, nên mình nghĩ là cái khó khăn bây giờ nó sẽ không ảnh hưởng về cái dividend payout của nó vẫn sẽ trả tiền dividend cho những người mua cái stock của nó. Và giá của nó bây giờ là 83 đồng, thì cái giá này cũng ok, nhưng nếu mà nó xuống khoảng 70, dưới 70 thì tốt hơn. Mình có thể mua một chút xíu, tại vì thời gian này phức tạp nên chỉ mua khoảng 15 đến 20% cái số xe mà mình muốn mua thôi. Ví dụ như là mình muốn mua 100 xe, mua khoảng 15 20 xe trước, nếu nó xuống thêm thì mua thêm, không có sao hết. Nếu nó lên thì ok. Tiền rất là dễ nha, mình mua và mình giữ cái xe nó thôi, rồi nó trả tiền cho mình nằm ngủ, mình không có làm gì hết, bỏ tiền vô rồi nó hàng quý mỗi 3 tháng nó trả cho mình chút xíu như vậy. Cái đó là cái cách mà người ta nói là tiền đẻ ra tiền tiền nha. Cái đó là cách mà cái ông tỷ phú, ông Warren Buffett đó, ông đó làm giàu nhờ cái này đó. Ông có rất là nhiều xe của Bank America và cái Coca-Cola nữa, hai cái nổi tiếng của ông đó là nhờ những hai cái đó và một số công ty khác nữa, nhưng mà hai cái đó là có vai trò rất là quan trọng trong cái sự giàu có của cái ông Warren Buffett này. Nếu các bạn có những câu hỏi hay những thắc mắc, hay là những stock nào các bạn muốn mua trong cái thời gian tới, thì các bạn có thể comment cho mình, rồi mình sẽ làm research và trình bày cho các bạn biết nha. Nếu các bạn thích video thì có thể like and subscribe cái kênh của mình nha. Thank you.